nợ bạn bè, chăn né chê bay mà tôi có được ngày hôm nay. Được bạn buồn hay đáng vui, cứ im lặng thôi, đâu cần phải nói. Chết, nãy giờ quên lâu phim đó, quên. Ok, hello anh em nha. Đang tiến hành cà số khung số máy em Honda Accord. Xe này mình dấu điện còn nhiều ghê luôn nè. Em đang tiến hành cà nè anh chị, cà để ra tên luôn cho nó có giá trị ha. Tem bỏng còn luôn nè. Ngày xưa đời này hình như là nhập Nhật ha anh chị. Nhập Nhật ha. Máy còn ngon, máy em vô à. Ngày xưa đã có phun xăng điện tử rồi, đời chín mấy rồi đâu có phun xăng này ha. Đời 8 mấy đã có rồi, đời 83. Nhớ làm ngày trước em mua một xe Honda đời 83 đã có phun xăng điện tử rồi anh chị ha. Xe này đẹp. Giá cũng rẻ, bán còn 110. Xe thì bên mình còn nhiều lắm anh chị em ha. Anh chị em mình có rảnh thì qua bên em lựa nha. Morning này thì em đang cuốn hồ sơ, nhưng mà em đang về một chiếc giống vậy, em đang để bãi dưới. Em đang cho thợ coi cái máy lạnh lại sao hồi tối lấy về nó có lạnh mà sáng nay lại mất tiêu lạnh luôn. Thì đang cho thợ coi lại ha. Mình bán con 188 triệu à. Em đang để dưới bãi làm xe dưới á. Giống như trang gì luôn nè anh chị. 214. 4 máy động cơ 1.25 ha. Còn 7 chỗ thì bên em nhiều lắm, 7 chỗ bên em còn mười mấy xe mà. Anh em rảnh thì qua tham khảo nè, chạy thử nè, lựa chọn rồi có trao đổi với anh chị luôn. Mà từ dòng cái dòng mà 7 chỗ đổ lên á, em tầm 100 triệu đổ lên là có anh chị. Jolly nè, Jolly em bán con 100 triệu à, như Carnival này em bán con 179 thôi. Xe này hiện tại thì mua về là chạy liền thôi. Không làm gì nữa nha anh chị nha. Máy số gầm em tầm tiền có 100 mấy triệu mà anh em bỏ ra anh em được một chiếc xe dàn ghế thương gia 7 chỗ ngồi rộng rãi, âm thanh nghe nhạc máy lạnh, 4 cái vỏ mới thì ở đầu ra, chỉ có Nguyễn Thịnh ra thôi chứ. Đó. 4 cái vỏ mới tinh ha. Cà ru thì bên mình cũng còn 2-3 xe, ru đen, ru trắng, ru bạc. Anh em rảnh thì qua lựa, xe này thì nhận cọc rồi. Nhận cọc của ông chú mà không biết chừng nào chú qua chú lấy đây không biết. Đó, Carnival đẹp ghê anh chị nhìn nè. Đó. Biển 79 Nha Trang, xe ngay chủ, bán bao cuốn hồ sơ cho anh chị nha. Anh chị em mua xe bên em là yên tâm về vấn đề mà giấy tờ hồ sơ thủ tục pháp lý. Tuy là nhiều khi có chiếc xe mình bán mà hồ sơ hơi lâu lắc tí xíu, nhưng mà không có xe nào mà không xem tên được, xe nào cũng ngay chủ hết. Đó, anh em yên tâm ha. Hôm nay trời mưa to, em rảnh em sẽ quay một số xe cho anh em mình xem. Đó, xe bắt lên nè anh chị. Bắt 209, bắt 210, 5 chủ ngồi. Ghế nỉ luôn, bán con 100 triệu à. Bữa giờ em bán 105, hôm nay bán xả 100 triệu nha anh chị nha. Bán cho nó lẹ. Màn hình âm thanh nghe nhạc máy lạnh, máy móc rất là êm luôn. Nguyên nhà ghế nỉ luôn nè anh chị ha. Trồng bọc Civili Rin luôn. Đó. Có 100 triệu thôi. Anh em mua 5 chỗ ngồi chạy, kem mưa chánh nắng, đang trời mưa to nè anh chị không? Cận gì đâu mà phải đi chở con đi học mà bằng áo mưa cực khổ, chở ghệ đi chơi cực khổ ha. Mình mua chứ du lịch rồi đi. Nhiều khi mình có vợ mà mình chở thêm con ghệ đi chơi, vợ đâu phát hiện được đâu. Còn mình chạy xe Honda mình chở con ghệ đi chơi là bị bạn bè nè. Bị bạn bè thấy nè, vợ thấy nè. Bị anh em thấy nè à, đó mình chạy cái xe này nó dán phim trách nhiệt rồi anh chị. Nhiều khi anh chị lén lén đi giấu vợ đi chơi với bạn bữa đâu ai biết đâu không. Cái này mà nói chơi nha chứ không, mình thì mình không có vậy nha anh chị nha. Mình là mình chơi trực tiếp luôn à, xin vợ đi chơi vợ cho đi không cho thôi chứ giấu giấu anh chị lỡ biết chửi chết. Ok anh em nha, lên trên này mình thấy em Kia Karen nữa nè. Cái Ren này thì có khách nhận dặn rồi, nhưng mà em đang về một xe giống vậy đời 2011. Cửa nóc 2.0, cửa sổ trời á anh chị, nó có cửa sổ trời ở trên nóc á. Xe đấy thì mình bán 245, nó đẹp hơn xe này luôn nha. Đó. Captiva nè. Captiva 2009, em còn 209 số tự động nữa, 209 số tự động một chủ. Em đang để ở quận 7 Sài Gòn ha. Anh em nào có xe mình lên xem. Thì xe đấy em bán là 275, còn xe này em bán 230, em này là số sàn 209 nha anh chị nha. Đó, em này số sàn 209, phông dáng đẹp anh chị ha. Rất là đẹp luôn, biển 72 Vũng Tàu ha. Đó. Rất là ok. Những cái nút bấm nè, còn rất là mới anh em nhìn nè, túp lô túp ly rất là đẹp anh chị ha. Xe nó chắc là phải như thế này ha. Đó, vô lăng nè. Vô lăng củ số nè anh chị ha. Màn hình nè, âm thanh nghe nhạc máy lạnh rất là đẹp, túp lô túp ly cũng vậy ha anh chị ha. Đó. Xe còn rất là sạch xe và sáng xe nha. Anh em mua xe này về chỉ việc lên xe và đi thôi. Em bán 230 triệu nha. Honda City nó nè, 475 có bớt, anh em muốn bớt nhiêu cứ alo em bớt cho. City 2018 lướt chạy 22.000.
bữa em quay xe này em nói xe lướt mà anh kia anh cự em quá trời, anh nói xe chạy 22.000 mà lướt gì. Thì em xin hỏi anh, xe cũ mà chạy nhiêu ngàn mới gọi là xe lướt? Xe người ta như thế này mà nói là chạy 22.000 mà sao gọi là xe lướt, thì em cũng thôi em xin thua luôn đó. Đây là Camry ha, Camry 2.3 nè, Camry 2.3, 2.4 chút nhầm, Camry 2.4 nha anh chị nha. Xe này bản đủ hai túi khí, anh em nhìn nè, dàn túp lô túp ly đẹp nè, hai túi khí nha anh chị nha, bản full hai túi khí ha, đó. Rất là mới luôn, hai túi khí bản full số sàn. Dòng này thì chạy siêu sướng rồi anh chị, so với những tầm tiền anh em bỏ cái 200 mấy triệu anh em mua Camry này chạy là khỏi phải chê. Dàn ghế zin đẹp kìa, không ghế đẹp cực kỳ luôn, lốc bấm à, lốc kính nè, lốc cửa nè, gương kính chỉnh điện nè, vân sần túp ly nữa nè, quá đẹp luôn. Em bán xe này 236, còn bớt chút đỉnh cho anh em mà lấy lọc nha, có bớt ha, anh em mình cứ alo cho em đi là sẽ có bớt. Rất là đẹp, bản 2.4G 2004, xe ngay chủ luôn nha anh chị nha. Đó. Xe rất là đẹp, mới ha. Bên đây còn xì bắt bên mình còn hai xe, một xe mình đang sơn mà một xe này thì mình đã bàn giao cho khách rồi, đang tiến hành rút hồ sơ. Xe này bán cũng có 100 mấy triệu thôi. Này là bắt 2014-15 gì không nhớ, không làm 14-15 gì. Xe này bán có 100 mấy hả anh chị ha, bản đủ á, 1.0 bản đủ, có thắng ABS luôn anh chị. Nay mời em đi lợp ghế cho khách nữa là xong rồi. Khách này thì đang xem Nubiga, Nubiga này bán có 7 mấy triệu mà, quá rẻ luôn. Phải chị hồi tối chị cặp đó đúng không? Đang tiến hành chỉ coi ha, bán 7 mấy triệu mà kêu chỉ nguyên riêng luôn. Đây là Honda Accord nha anh chị nha, Accord đời 2003. Dòng này thì nó quá đẹp anh chị ha, phân khúc D ha, phom dáng dài, đồ trang bị cửa sổ trời, ghế điện, túi khí quanh xe thắng ABS. Nói chung một chiếc xe này tuy đời sâu nhưng mà những cái phụ tùng và những cái đi theo kèm nó rất là chất lượng, và dàn đồng và chassis rất là cứng cáp, và những cái thiết bị đảm bảo an toàn cho cơ thể bản thân mình là cái gì nó cũng có hết nè. Ghế điện là hai ghế nè, so với những xe Civic đời mới bây giờ chưa có ghế điện mà xe này đã có ghế điện đó. Túi khí thì tới 6-7 túi khí luôn đó, gương kính gập điện nè, cửa sổ trời nè, lốc kính nè, chỉnh kính nè, lốc cửa nè, rất là nhiều tính năng thông minh trên xe ha anh chị ha. Anh em nhìn logo tem bọng nhãn mát nó tới giờ vẫn còn nè, ghế điện hai ghế, và đặc biệt chiếc xe này còn dàn ghế da zin. Thì hôm qua em có quay chiếc xe này á, mấy anh khách ở trên YouTube anh bình luận anh nói em á là trời ơi xe gì dàn ghế xấu. Thì thật sự anh đấy là thật sự mình nói không phải mình chê khen gì, thì thật sự nếu mà anh nói một từ như vậy là em biết anh là dân không biết chơi xe. Tại vì dân biết chơi xe là người ta phải chơi dàn ghế zin, còn dân mà không biết chơi xe người ta mới thích lấy dàn ghế mới. À, cái ghế zin này nó mới có giá trị. Nếu mà chiếc xe này lập ghế mới rồi em bán cho anh em mình 240 thôi, vì còn dàn ghế da zin em mới bán cho anh em mình 250 ha. Nhưng mà giá này còn bớt nha anh em nha, còn bớt cho anh em mình á. Số tự động nè, chạy cực kỳ sướng luôn, có màn hình Android thế này đấy nè anh chị ha. Đây là cửa sổ trời nè, đó, vô lăng nè, túi khí nè, rất là nhiều những cái nút tính năng thông minh trên xe ha, cảm biến ve đầy đủ luôn nè anh chị. Phom dáng dài thon rất là đẹp anh chị ha, Honda Accord đó. Phom dáng dài cực kỳ đẹp luôn, bán cho anh em mình 250, còn bớt chút đỉnh anh em ha. Đó. Qua đây mình có Migo nè, Camry Mỹ nữa nè, đang trời mưa thôi em xong pha em quay cho anh em mình xem luôn, đang hứng nè. Migo 2015 ha anh chị ha, 2015 đời 2013. Xe này mới mượn cái bình nó gắn qua xe hôm qua bán tiêu rồi. Em này là Innova bên mình còn 3 xe nha anh chị nha, một xe để buôn 7, hai xe để đây, một xe 2.8G bán 2.4. Em sẽ làm sơn bọng đồ đó đẹp cho anh em ha. Em tắm rửa với em sức kem sức phấn này cho mới lên em bán cho anh em mình 2.4. Còn em này là G2.10 em bán cho anh em mình 269 triệu có bớt chút đỉnh nha, bao hồ sơ cho anh chị luôn. Xe rất là đẹp ha anh chị ha. Và kế đây có Crew nữa nè anh chị, Crew 2011, gia đình xe không lỗi nhỏ. Xe này còn rất ư là đẹp và nguyên zin không lỗi nha anh chị nha. Em bán là 240 triệu, ngay chủ biển số Tiền Giang, toàn ủy quyền, sao cũng được hết, anh em muốn sao cũng được ha. Đó. Rio 2009 đó nè anh chị. Chút xíu em về em Mon gieo tí xíu à, nhân viên em nói sáng này nó đi nó mượn xe đi chơi rồi. Tí xíu nó chạy về trả lại. Mon gieo đó bán 159 triệu ha, Mon gieo 2004. Này là Rio 2008, 2009. Rio 2009 bản 1.5, em bán 180 có bớt chút đỉnh cho anh em nha. Em này thì nội thất ngoại thất còn rất là mới. Xì bắt thì 95 triệu, đang bán 98 giảm còn 95 ha. Đời 2009 anh chị nha. Đó, đời 2009, em bán cho anh em mình 95 triệu.
Cresida ghế nỉ luôn, có tủ lạnh luôn, em bán cho anh em mình 75, đang xả bán cho anh em mình 70, bán quà vốn luôn. V3 này tí xíu em sẽ quay clip chi tiết cho anh em mình ha, bữa giờ bán 155, hôm nay em sẽ bán cho anh em mình 149 triệu thôi, bán cho nó lẹ đi, bữa giờ mua nay cũng 10 ngày hơn rồi đó. Jolly ở nhà quên nói thêm em, V3 này là xe gia đình đó anh chị, xe không lỗi gia đình, không taxi, không dịch vụ, và ngay chủ em bán bao cuốn hồ sơ cho anh chị luôn, xe đẹp cực kỳ nha. Tí xíu hết mưa em sẽ gửi em quay cho anh em mình xem ha. Jolly này là 2.0 bản đủ gia đình luôn, là không lỗi luôn. Có bánh treo bản đủ nha, bánh treo anh chị yêu em lưu ý dòng bánh treo nó có giá trị hơn bánh gầm, tại bánh gầm là 10 chiếc taxi hết 9 chiếc rồi. Em này bánh treo bản đủ nha, biển 67, xe ngay chủ, xe này bán cho anh em mình 100 triệu. Anh em nào muốn lên màn hình Android thêm 5 triệu lên màn hình Android ha. Và kế đây thì có cam gì Mỹ nên anh chị ha, cam gì Mỹ là 2008 2007 nhập Mỹ anh chị ha, 2007 nhập Mỹ, xe này còn rất là mới luôn. Em bán cho anh em mình xe này nhập Mỹ ha, nhập Mỹ em bán anh em mình 410 triệu nha, bữa em quay 420 mà thôi, em bán xả đi 410 thôi, bán cho anh em mình 410 triệu. Cam gì Mỹ xe đẹp cực kỳ, cửa sổ trời luôn, nhập Mỹ thì chạy rất là sướng anh chị ha, chạy nó nhìn nó hay hơn bản Việt Nam. Thì anh em nào thích xe này thì liên hệ cho em Thịnh mình, em bán 410 triệu là anh em mình có em cam gì Mỹ chạy rồi. Sơn si máy móc còn rất là đẹp, cửa sổ trời đăng kiểm tới cuối năm ha. Rồi mưa to quá em bước nhẹ hết trơn rồi. Ok bây giờ em vô đây, chúc anh em mình buổi sáng vui vẻ, nhiều sức khỏe nha anh em nha.